Xin chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một ngày mới luôn thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Có lẽ thời tiết ở trên vùng cao này cũng khá là lâu rồi các bác ạ, mới có những cái tia nắng như ngày hôm nay các bác ạ. Đó, một ngày mới lại đến rồi. Sáng ra thấy trời nắng như vậy là sẽ cả một ngày tràn trề năng lượng rồi. Hôm nay thì mấy anh em đang có mặt tại một cái thung lũng núi các bác ạ. Hôm nay thì quay trở lại thăm nhà cháu Mỉ mồ côi các bác nhé. Đó, một cái hoàn cảnh cũng hết sức là đáng thương. Trong cái quãng thời gian vừa rồi anh em vào đây ghi hình chia sẻ thì cũng được rất nhiều các ông bà cô bác đồng hành với tem để gửi về những cái tình cảm rồi những cái món quà thật sự là lớn để giúp cho cháu Mỉ mồ côi có một cái cuộc sống đỡ khó khăn và vất vả hơn cô bác nhé. Đó, hôm nay thì thời tiết cũng nắng một chút rồi, tại vì là vào trong này nếu mà trời mưa thì hầu như là khó vào lắm. Đó, hôm nay thì có anh Ly lại tiếp tục đồng hành với lại tem rồi, gọi là sư huynh Ly. Đấy, dạo này gọi là mặt hồng hào, mặt hoa da phấn rồi. Đấy, chào ông bà cái xem nào. Con xin chào ông bà. Con xin chào ông bà. Con xin chúc. Con xin chúc. Ông bà sức khỏe. Không phải nhắc nhiều nữa. Đói, có mỗi cái việc đấy mà cũng phải nhắc nhiều thế. Có những cái không nhắc thì nhớ thật lên nhớ đấy. Cũng bận bí với ông bà một chút. Dạo này anh em gọi là đồng hành với anh Ly thì anh Ly cũng có một cái gọi là tình yêu rồi. Đâm ra là nhìn người khả năng là cũng là trẻ trông men lì một tí anh. Đúng rồi. hôm nay vào đâu anh có còn nhớ không? Nhớ cái khu này khu nào không? Nó nhớ bao nhiêu muốn sẽ thiếu 80 bao nhiêu cuộc tour. À, anh Lê cũng bảo là vào đây 2-3 lần rồi nhưng mà không biết là cụ thể hôm nay đi vào đâu cũng chưa biết được. Không đi vào đây mà cũng không nhớ được á. Vâng. À, hôm nay thì anh em mình quay trở lại thăm cháu Mỉ nhá. Cháu Mỉ mà 8 tuổi mà mỗi lần anh vào mà cháu chạy ra ôm lấy anh ấy. Tua Mỉ à, y tua ôm thì phí bà bố nà. Ồ. À, là vui lắm à? Anh nhớ Mỉ phải không? À, nhớ nhớ cháu Mỉ lắm. Nhớ cháu Mỉ. Vâng. Mỉ do tôi hết. À, anh Ly bảo là Mỉ với anh Ly à, bây giờ anh Ly như là bố rồi đấy. Bao nhiêu lần anh em vào đây thì chỉ ra đón anh Ly bằng những cái ôm nồng thắm thôi. Thế nhưng mà anh em thì cũng chưa được những cái đến mức độ đấy. Khả năng anh em nó chưa có duyên nhiều như anh Ly trong cái này nó nhiều duyên lắm ông bà có bác. Đến đâu thì cũng rất là nhiều người quý. Hôm nay thì Xuân Thiệu có quay trở lại nhà cháu thì có một cái món quà của bà Hữu ở Tây Hồ Hà Nội các bác nhé. Đó, bà Hữu ở Tây Hồ Hà Nội này có gửi về một cái khoản tiền hết sức là lớn, đó là cô có gửi cho Xuân Thiệu tổng là 5 triệu đồng. Và trong cái khoản này thì cô cũng có dành cho nhóm là 1 triệu đồng tiền xăng các bác nhé. Đây có lẽ là cái động lực rất là lớn cho anh em rồi. Đấy, và cũng có 1 triệu cho cháu giờ để mua đồ và 1 triệu nữa cho chú nhà cháu giờ, nghĩa là bốn chị em nhà cháu Mai đấy. Và 1 triệu thì cho cháu Mỉ mồ côi. Đấy, còn 1 triệu thì cũng cho ba chị em nhà cháu Mai của bác ạ. Hôm nay thì anh em vào đây thì cũng mua vào đây một bao gạo thôi. Trị giá là 320.000 để cho cháu Mỉ. Đó, cũng cảm ơn bà Hữu rất là nhiều. Những cái vòng tay nhân ái rồi những cái tình cảm của bà có gửi lên cho bà con và đặc biệt nhà cháu Mỉ. À, mồ côi này, những cái món quà thật sự là lớn. Bây giờ nó đang vào cái mùa giáp hạt của bác ạ. Nghĩa là mùa đói. Ở đây thì đây có bác thấy này, ngô trông thế này thôi. Thế nhưng mà nó chưa được thu. Đấy, cũng phải khoảng độ một tháng hoặc là hơn gì đó thì mới có gọi là cái ngô để mà vào vụ của bác ạ. Đấy, nên là cái mùa này chính là cái mùa mà bà con thường thường mọi năm là dễ bị thiếu ăn nhất trong những cái vụ hàng năm nhỉ. Thường thường những bà con đã thiếu ăn từ lúc Tết rồi các bác ạ. Đó, nên là những cái món quà, những cái bao gạo này dành lên cho cháu Mỉ thì không có gì quý giá bằng rồi. Đó, cũng cảm ơn bà Hữu ở Tây Hồ Hà Nội rất là nhiều. Đấy, cũng có thêm cái động lực cho anh em nữa. Đó là bà có gửi một cái khoản hết sức là lớn để cho anh em mỗi khi vào bản như thế này để có cái đồng tiền xăng đi lại các bác ạ. Đấy, rồi những cái đồng tiền uống nước. Đó, hôm nay thì nói chung là có cả anh Ly đi nữa thì cũng gửi tặng lại anh đấy, để cho anh có thêm được cái động lực đấy, có thêm niềm vui và có thêm những cái niềm hy vọng sống trong cái cuộc sống đấy. Em thay mặt bà lại gửi lại anh nhá. Đấy. Ấy, giọt xiết vậy à? Không phải của em đâu. Đây là phần của em gì đây? Em xin ạ. Gửi lời cảm ơn tới bà Hiệu ở Tây Hồ Hà Nội, không phải là em đâu. Đây là này, thay mặt gửi tới anh thôi. Cháu cảm ơn bà. Cháu bà. Ở Tây Hồ Hà Nội.
Ồ, tại Hà Nội. Ừ, chúc bà thật nhiều sức khỏe. Chúc bà thật nhiều sức khỏe. Ây, rồi, ok. À, vâng, à, cháu rìa cũng gửi lời cảm ơn đến cụ bà ở trong Tây Hồ Hà Nội rất là nhiều. Cháu đã nhận được cái món quà của bà rồi nên là cháu rất là vui. Xin chúc bà thật nhiều sức khỏe. Thôi, bây giờ thì cũng mời ông bà, mời cô chú bác cùng theo anh em nhé, mang cái món quà này vào để thăm lại cháu Mỹ, xem là cái cuộc sống trong cái quãng thời gian này có những gì thay đổi đặc biệt không, cô bác nhé. Đấy, đi thôi. Mù. Mù. À đây 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 đây. À, đây. À, Ailey là mỗi một lần đi. Do là như thế nào? Ailey đi thì được cháu Mỹ rất là quý, quý như kiểu là ba đi chợ về. Thế là ba phải có kẹo. Nên là thôi mới đi thôi. Ê, cái con gì? Ê, sao chúng vào đấy rồi? Ai ai. No 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 no. Y. Không nhớ. Ừ. Không động là đậu chúng phép của anh thế này. Cái kiểu là cháu Mỹ đấy. Thôi mình đi thôi. Ây da, mày đi thôi. Đi thôi, let's gì? Let's go. Có mấy một penny, một penny. Đây này, cái ngô nó mưa nhiều quá, nó cũng bị khô mô. À, khô cái mô này của bác ạ, nhưng mà không biết là đã già chưa đây này. Đấy, ui dồi, vẫn còn trắng trắng thế này là cấu vẫn còn vào. Nhưng mà cái mô do là nó mưa nhiều quá, nó đã khô hết thế này rồi. Không biết là cái kiểu gì nhỉ? Ở đây thì cái chất lượng nó không được bao nhiêu anh ạ? Vâng. Nói chung là... nó đổ thế này các bạn, đây này, ngoi được bắp nào thì hai bắp đấy thôi, phần đa là như vậy, đổ hết cái đường ngô của bà con đây đó. Đi vào đường trước mặt kia 26 anh ạ. Đúng rồi, đây đây, đi vào đây anh. Đi. Anh Ly quay về đây hình như là lần thứ 3 thăm cháu Mỹ đấy nhỉ. Ông Mỹ giống như một tấm Mỹ rau thịt phế, là thịt trà. Thứ 3 rồi đó anh ạ. Thứ 3 rồi ấy. Vâng. Có anh Ly là nhất sư huynh nhỉ. Đấy. Anh Ly là đầu đàn ơi. Đầu đàn. Tôn anh là sư huynh mà. Bởi vì là anh ở nhà cũng chả làm gì, tôi chỉ cứ đi với anh em này, thứ nhất là có cái niềm vui, thứ hai nữa là anh cũng có một hai đồng để mà đi xuống dưới mày. Hôm nay á, được dưới các bạn. Không được rồi. Mỹ ơi, Mỹ ơi. Ai da, chưa gì đã Mỹ ơi, Mỹ ơi có ở nhà không á? Mỹ ơi, Mỹ có ở nhà không á? Đã đến nhà đâu? Chị ta chờ che. Chưa đến nhà. Chưa đến nhà. Xong sớm thế. Chưa đến rồi. Đi. Chưa gì đã gọi em về từ ngoài ngõ vào đây này. Hôn đó. Mỹ ơi, Mỹ ơi. Đấy. Nhỏ. Bảo là Mỹ ơi có ở nhà không, Mỹ ơi có ở nhà không, bố đến rồi đấy. Bố đến rồi đấy. Mỹ ơi. Mỹ. Ơi. Hả? À đây. À đã chạy xong đây rồi. Ơi. Ơi. Ơi cảm động quá anh ơi. Ôi giời. Ơi. Thế như thế. Ơi. À. Đúng là hai bố con thật xinh anh ạ. Bố con thật xinh. Vâng. Ơi. Ơi. Mẹ chán lì tè. Lâu lắm không được gặp mẹ chán lì tè rồi. Hả? Giật tay đi rồi. Dồi ôi. Anh em anh ơi. Còn không được cảnh này anh Ly ạ. Đấy, chỉ đón anh Ly thôi đây này. Anh em còn không được đón bao giờ như thế. Vâng, chào bà nhá. Đấy nhá chị. Vâng. Muốn tỏ tỏ Ly ra. Mẹ muốn tỏ là hả? Dạ hôm nay có đấy. Có cây máy đẹp thế. Lấy ghế cho bố Ly đi. Nói chơi nhá chị. Nóng quá nhỉ, hôm nay thời tiết nắng nóng. Nóng luôn. Lấy ghế cho chú gì ạ? Chú xin nhá. Giỏi quá. Hả? Vào lấy ghế nữa. Lại vào lấy ghế cho bác nữa. Yếu bà có nhiều cái vải lanh thế. Ông có nhà không hả bà? Ôi chạy chạy từ quá. Ây dù, bác xin nhá. Bác xin. Giỏi quá, giỏi quá. Rất là ngon. Ôi thế này. Thôi một cái nào. Ây cha. Bố Ly là bố Ly được ôm nhiều lắm rồi nhá. Đây. Thế cây cỏ vào đây một tí là ngứa ngứa đấy. Mới đi lấy cái gì về hay sao ấy mà có cả cỏ dính vào áo như thế. Nên nhà không một thầy rất nhiều nó nè bỏ. Nè tại. Hay bà cháu vừa mới đi lấy cỏ bò về. Đi lấy cỏ bò á? Nên là cháu này vẫn còn dính cỏ bò này. Trời ơi, nóng cái này. Hả? Hả? Líp à? Líp à? Không một cái à? Tôi bò lá dù lâu lắm.
Bali là ba ly thơ lắm đấy. Anh đi bảo là con nhớ đi các cỏ bò mặc cái áo dài vào. Con sao gió nó chui vào đây á. Thật mà mùa này mùa sâu mà. Đúng không, mùa này nó nhiều cỏ lắm, nó chui vào nó bò lên quần áo nó đã đủ ngứa rồi ấy. Đúng rồi. Đây lấy kẹo ra bóc cho con đi anh Ly. Ấy. Chỉ nhờ phải thăm mình nhào rồi. Đâu rồi? Đây rồi, đây rồi. Đấy, bà đi chợ về cứ thế nào thế nhỉ? Thằng nào thế cháu, mỗi lần anh lên thì cháu rất là quý. Nào có tí nữa, chị nào có tí, chị tốt nào thế nữa. Mấy lần chưa tự xin hót lị, tê thẳng. Bà có biết bóc kẹo không hả? Biết chứ. Ốc bỏ nhỏ tôi lị. Nhỏ á, nhỏ. Nhớ bát ly lắm. Có bắt được không? Tên tao chị tao. Không ăn thua. Đây. Một tí cháu chờ lâu lắm. Đây như thế này. Được rồi, được rồi. Đấy. Đấy, để anh Ly. Đây. Cháu rất là xinh xắn. Cháu này thì rất là biết, rất là hiểu chuyện, tại vì là anh em cũng vào đây mấy lần rồi, đâm ra là cũng rất là biết. Hả? Mô chỗ đó mà. Hả? Bố hơi chậm chạp một tí. Bố hơi chậm tí. Thôi. Bảo là mấy hôm không thấy bác Ly vào đây là con nhớ lắm. Con nhớ lắm á? Có đi nhà bác ở không? Áp một cho tụi đi nhá. Mua. Mùa đi đấy. bà thiệt quá nhỉ. Mới khỏi tuần giấy khỏi đấy. Mới tuần giấy khỏi đấy. Thời tiết hôm nay khá là oai nóng nhỉ. Vâng. Thế ông đi đâu rồi bà? Tôi xin rồi mua chị này. Bà cũng bảo là vừa lấy á. Ông đi sang đầu nhà bên này, chả không biết là ông đi làm cái gì, chắc là cắt cỏ bò hay là cắt cái gì thôi. Đấy, ăn đi, con ăn đi. Ăn nào, mình thấy nào. Mình là từ từ lý á. Ăn đi. Như là có ai ở trong nhà hay sao ạ? Không, thì tôi mệt này. Có. Tôi hang chơi à, tôi vào rồi. Có cháu nào con, sao ấy? Con rể. Con rể á? Vâng. Hôm nay con rể sang chơi à? Vâng. Vào xem nào. Đi thăm con rể một tí nhỉ. Trong nhà hơi tối. Ha, trong nhà tối thế. Nên lúc chơi chúng ta tỉnh tánh rồi. Xin chào. Thế nhưng mà làm sao lại phải chống gậy như thế? Ngã xe. Ngã xe. Ôi dồi. Thế là bây giờ không đi được à? Cả tay xước các kiểu. Cả tay, ui dồi. Xem nào. Cả cái tay xước cái này á. Ai à. Thế đi đứng kiểu gì mà ngã như này? Có đá ở trong đường đấy. Có đá ở trong đường, ở chỗ đường á? Tức là nó không biết đang tránh mình à? Nghe là cỏ lấp hết cái đá rồi phải không? Cỏ lấp hết đá là nó không biết đang tránh mình phi vào đúng không? Thế là bây giờ là cái chân là không đi được à? Ngã đau thế này phải đi viện kiểm tra mới được chứ em. Chưa đi xem á? Phải đi khám chứ. Phải đi khám. Không có ai đưa đi khám á? Đây là con rể duy nhất tôi nhờ chút đồ vào chảy chính kia nhỉ. Thế là con rể duy nhất đấy. Tức là đây là còn cậu con rể duy nhất đây. Tức là nhà bà đây là con rể cả mấy con rể thứ là đi bán muối hết rồi đúng không? Tôi vào lỗ đấy, tôi vào thị trang gặp một con rể. Vào thứ nhất. Đây là con rể cả đi bán muối là vợ là ở đây, nghĩa là con gái à? Đây em gái đây. Đời chồng thứ hai. Đây là đời chồng thứ hai à? Đây. Có khả năng là con gái này là bảo là chồng bị lên núi hái củi bị ngã ở trên núi phải không?
đi cắt cỏ trên núi á, xong là ngã ở trên núi á. Vừa rồi thì là nghe mẹ kể thôi, bây giờ anh mình mới thực tế là gặp luôn. Ra đây cho sáng này anh khả năng là ra chỗ này mình tâm sự một lúc. Thế sang đây lâu chưa? Hai ba ngày rồi á. Hai ba ngày. Em gái này cũng nói giỏi ghê nhỉ. Nói giỏi, trước cũng không đi học mà phải không? Em gái này thì bao nhiêu tuổi rồi? Là 30 nhưng 30 á? 30 lại còn nhân nữa. Còn nhân chắc là hơn 30 phải không? 30 lại còn nhân là chắc là hơn 30. Thế chồng này là ít tuổi hơn à? Chồng 20 thôi. Thế là chơi là máy bay lái phi công đúng không? Thế nhưng mà chồng hai mà tán thế nào giỏi thế, tán được da trẻ thế? Thế là ngày xưa em tán chồng hay là chồng tán em? Chị Bao Hải á, nói thế là còn chị Bao Hải. Anh Ly nói đi. Anh Ly Hải nhá. Anh Ly nói nào? Lại giống như bây giờ anh Ly đấy. Giống anh Ly. Có nó tu nhà lo sẽ cho người thản được tu sĩ là người tu sĩ thản nữ nữa ha. Ý là rồi con này có một thằng lão là thằng con rồi. Cái nào? Đúng rồi. Chồng đúng không? Không có. Nghĩa là chồng đầu tiên là chúng nghĩa là chồng chồng trước kia mà chồng đầu tiên mà chưa ấy. Chồng trước kia thì có một đứa. Có một đứa con trai cùng bà ở Bà Tiện. Thế là có chồng trước là có một đứa con trai là ở mấy bà nội. Gọi là đi lấy chồng này là có được hai đứa này. Thế thì bây giờ chồng mới 20 tuổi, thế ngày xưa cứ chị em à. Anh Ly, có anh phải về đây, có phải giống như trước anh bảo là bỏ ra còn non và bỏ cũng chịu. Vậy Ly. Anh Ly bảo là như thế này là giống như anh Ly bảo là bỏ ra còn non, đau bụng thì cũng chịu thôi. Thế này là cũng giống anh ấy anh ạ. Giống như con với. Cũng giống anh bà U66 chơi với anh thì cũng hơn chục tuổi, tức là em này cũng hơn chồng chục tuổi. Bà trước kia là cũng hơn anh có chục tuổi thôi. Có phải không? Thế là bò già ăn cỏ non à? Do chi không? Do. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Tổ tiên là nên chỉ ta một quan niệm theo họ. Thế thì chồng người ta tổ chức như bọn này từ người thảo đấy từ là có vay yêu này thế đó. Ai Ly sắp có vợ nữa rồi. Bà có bảo là đúng rồi, như thế này là anh Ly sớm có cháu nhỏ đấy. Vô nha. Chia cho gì? Thảo là một cái tụ chi đi à, u một thiếu ông rồi tao biết rồi rồi, tụ chi cho thiếu này, anh Ly bảo là thế ngày xưa có phải là em đi tìm chồng mùa suốt như bây giờ anh đi tìm vợ không? Đúng rồi, thì phải đi tìm mới lấy được chứ không đi tìm làm sao lấy được? Như chồng tao một thiếu rồi, một thiếu, rồi đúng rồi. Thế cho hỏi một chút nhà bà, thế thì cô này có cả thế cô thứ hai mà mẹ của cháu Mỹ này lấy chồng là chồng nhiều tuổi hay ít tuổi hơn? Niên giờ à tôi tên là hôm nay nào thì ấy à tụi Mỹ nó nè anh niệm một chút gì à tụi chị họ số này niệm rồi niệm họ số này gì nè tụi chị số hôm nào tụi chị số đâu gì chuyện đó xong rồi, cậu có xong không? Tôi nói gì, những gì nên xong thì tôi nói gì thì tôi nói gì cậu xong, vừa là cậu xong nhau thế chỉ tao nói. Nhưng mà cậu xong thế nào nhau? Cậu yêu xong. Thế là y cha luôn. Y cha cả. Thế lại là bỏ giá của nó nữa. Ôi trời ơi. Trời ơi. Nhà bà kể ra cũng được cái bà nhỉ. Con gái. Dạ. Thế là con gái đi lấy chồng lần hai nhưng mà vẫn còn lấy được trai trẻ, thế là tốt rồi. Nhưng mà
然后就屁不能一牙子呆了，干脸嘛，就老于叫我们摸这电报哈，老电报了不要，啊，你把它放的放的，得呀，摸摸得呀，那个啥，你天天没必管理，没必管理啊，安利呢，ngày xưa trước thì cũng có bà ô 66 kia thì cũng quản lý Ali đấy, cũng quản lý Ali đấy chứ, nhưng mà già mất rồi, không như em gái này, em gái này có 30 thôi chứ, nhưng còn trẻ, không phải như là mối tình đầu của anh trước kia. Nè, thao, tôi tin là nếu mà tụi nó có trò trò xong nhá. Bạn cười cho rồi kia. Em bảo là đây, anh này không giả vừa đâu đấy. Có một người yêu là 66 tuổi đấy. Mọi người là gọi là bất ngờ luôn đó. Hát lỗ mình nhiệt trò xong nữa. Bà bảo là thế à, 66 tuổi có khi là cùng tuổi mẹ anh đi đấy. Em bảo là cậu hơn 6 tuổi đấy. Bà lại cười cho để. Đấy, người yêu của mình lại có hơi tuổi mẹ của mình đấy cơ. Thế này thì ví dụ ngày xưa chồng, nghĩa là chồng bây giờ mới 20 tuổi, ngày xưa thì có mười mấy tuổi à. Đấy, bây giờ có hai đứa con rồi. Thế thì chứng tỏ là trước thì hả? 18 á? À, trước là lấy vợ này mới 18. Yeah. À, thế là ngày xưa là vợ cứ toàn đi tán em à? Hay là em đi tán vợ? Thế là ngày xưa là vợ bóc tem đấy nhỉ? Ờ đúng rồi. Nghĩa là vợ bóc tem luôn à? 18 tuổi là vợ bóc tem đấy. Nhưng mà không sao cả, các cụ bảo là có phước mới lấy được vợ già, cơm ngon canh ngọt cửa nhà tinh tươm em nhỉ? Sao cả đúng không? Đúng rồi. Đấy thì dù mơ mơ dù tiếng dù tao tiếp tục lọc tè đi đó, cho lọc tè chỉ xuống lại dù dù đó. Bà cười cho. Em bảo là có duyên mới lấy được người có tuổi. Đúng rồi. Em bảo có duyên mới lấy được người có tuổi. Mà người có tuổi chưa chắc mình đã lấy được. Đây bà cười cho, bà bảo là phải rồi đó. Phải rồi đó. Người có tuổi khó lấy lắm. Để người có tuổi lấy mình thì mới là dễ. Bạn là anh đi là mối tình đầu của anh này, nó là hơi quá tuổi mất thôi. Tôi tin là hôm nay người thay tuổi không cao tuổi rồi tôi bỏ trai cho trâu nữa vậy. Tôi nói nhớ ôm mọi người hai tiếng rồi nên chỉ bắt nó tua kiểu gia sống tuổi nữa. À, các cô cười anh Ly à? Cái một các bà với lại em là cười anh Ly, bảo là mối tình đầu của anh Ly lại là U66, mà U66 lại ở với anh Ly hai đêm bắt anh Ly lên chơi chờ luôn. Hả? Dạ, cài hay ở chị mới chị cần có vậy ạ? Dạ mà. Ừ. À, đây là con gái cả của bà đây, chứng tỏ là rất là có duyên, lấy vợ kém à, lấy chồng kém hàng chục tuổi. thế này thì gọi gì, gọi em hay là gọi anh hả? Gọi chồng bằng em hay gọi bằng anh, hay gọi anh như nào hả? Chị bảo anh đi bây giờ có con nhà tháo này có hồ tiền mi có hồ tiền tì lão rồi có hồ tiền mi có gì nè à có hồ tiền mi cưới rồi có hồ tiền có gì nè hồ tiền nhà tháo đi à gọi là ông xã thôi ông xã phải gọi là ông xã thì nó mới sinh với mình nhỉ. Nhà thấp là lão không là được. À, anh đi bảo là không được gọi là ông xã. Ông xã là nó già lắm rồi. Già lắm á. Rồi, đúng à. Hôm nay thì lại tình cờ gặp con gái của bà. Là bây giờ là trâu già gặm quả non ấy, Ellen. Đấy, anh Ly như thế là lại nhớ về quá khứ của mình đấy nhỉ. Thế đâu thảo xong thì mở cho con cho thì bỏ ra cho trâu vào nhau. À, con cho chồng thảo em thì tôi để biết mua con thiết kỹ lại em bắt phải thế nào vậy. À, anh Ly bảo mình nói thế này, anh Ly lại nhớ về quá khứ. Bà U66 rồi nhất anh Ly bay bổng lên không trông. Ê, bà ấy to béo lắm, béo hơn cả to hơn cả bà đây cơ. Tu tí lòng thì tu không có hát lòng mình chịu thế. Ừ mà chặt cho chặt xong hát chính chúa thì tu. Hai thế tu nó để cái tài nhé. Để cái đá. À, bà phải hỏi bảo là 66 tuổi thì chắc là cái trứng nó không còn nữa. Thì anh Ly bảo là hết rồi. À, để hết rồi. Không phải như là con gái nhà bà đâu. Con gái nhà bà vẫn còn trẻ, chồng vẫn là chồng trẻ thì là tốt rồi.
tôi tin là lì mà chỉ giống nhỉ với thả cho chảy cho à giờ chưa còn chi sâu à ô bây giờ à bà cười cho rồi bà bảo là anh ly tuổi tán à những cái bà gọi là trẻ trẻ 15 tuổi mấy lần rồi đấy mấy lần rồi mấy lần 15 tuổi ấy anh ly này thì có tuổi rồi không phải là như như con gái nhà bà còn trẻ cơ còn em trai này nhưng mà đau như thế này đi viện khám đi em để như thế này cứ nhấc cái chân như thế có phải hả không phải không ai đưa đi á ôi dồi thế anh em đi đâu hết rồi anh em nhà mình ấy đây không có anh em có hai em bé đâu có hai em bé thế là không được để như thế đâu nhá thế này thì không được để thế này đâu xa em anh mỏ lông mỏ rẻ đấy mỏ lông phải không thế nhà ở tận đâu mỏ lông em anh à tận đấy cơ hả xa thật đấy tức là nhà nội tận đấy bố mất lâu rồi thì có hai em nữa tức là bố mẹ mất lâu rồi hả còn mẹ còn mẹ nhưng mà cứ chống gậy đi thế này thì cũng phải đi khám xem là cái xương xấu như nào thì mới biết được chứ em thế bảo vợ đi bờ biết nói thế hai vợ chồng biết nói hết mà không ai lái xe thì bắt ô tô đi chứ mình bắt ô tô đi chứ không phải là xe máy đâu kéo kéo lại lấy chồng thứ nhất ở thứ hai nữa đấy thế cứ để chồng này mai mốt để chồng này cứ như này chống gậy suốt thì làm nào như thế này lại đi như anh Ly là khổ thật đấy tí nữa chồng không khỏi này đi cứ cả nhắc thì lúc đấy là chồng lại không hết yêu thì làm thế nào Dạ. Hả? Chồng đâu đấy? Hả? Chồng đâu? Chả gì nữa kìa. Còn đúng gì á? Cậu thủ tí lão cho tao xin nó mỏ. Nó mỏ á chị đi. Nó rõ chị. Nó mỏ nó đen. Đó. Cái nó sao? À. Thế nó đây là nó cũng cái bật chân mà chia tạo chị tao tao cũng nhẹ tụi mình nhỏ rau á. À. Chả chị tao thế á. Anh Lê bảo là anh á như thế này cẩn thận đấy, ăn cơ khỏe vào khéo khéo anh lại giống như em đó lại đi tìm vợ đó đi tìm bây giờ chết chết nhưng mà tao giúp con em chỉ để tao tụt đi cả nhà anh đi lại vậy lại đi mất đấy đúng rồi muốn đào trong im gì bây giờ là em đi là cứ phải chống gậy mới đi được à thế thì đi khám đi em ạ, không nên để thế đâu. Đúng rồi, nên đi khám là nên sớm. Đi khám đi, đi khám càng sớm càng tốt. Chứ còn bị thế này là không ở như thế được. Bà con ở trên này cứ những cái hay ấy thì cứ kiểu như là cứ ngại đi viện thôi. Đâu cháu Mỹ đâu rồi? Ba ơi về đây. Lo nè anh em. Cháu đưa đây đi em. Con chia cho các em ấy. Đúng rồi. Ai đây là bá chứ nhỉ, đây là con gái cả, tức là đấy chia cho các em chuẩn bị con gái cho cháu Mỹ cho gì cháu Mỹ cho thì anh cứ ăn thôi anh bảo là không có ra rồi không có ra thế thì thôi, lại cho cháu để lại cho các cháu để lại cho cháu đúng rồi mình lấy vào cho các cháu mà đúng rồi anh Ly là đúng rồi anh Ly bảo là bố không có ra rồi để cho con thôi cháu Mỹ rất là xinh xắn rồi thôi nhỉ bye về đây con nhiều một xíu này mấy có lòng hôm nay à tổ tiên là nó này muốn phát số nào cho anh ấy ở tập cực hôm nay anh em chúng con vào đi có báo cáo này gửi cho cháu Mỹ vào nhá để cho mấy bà cháu có cái bát cơm gạo mà ăn của bà Hữu ở dưới Tây Hồ Hà Nội bà nhá này mấy hôm nay chỉ mua tổ bọn lão nhóc phần là Tây Hồ Hà Nội chỉ nếu muốn tao hay tí phát số nào cho nên tổ tập cực nên tao nói nó chơi tại sao nó nhở chưa chờ có ai sát sinh sợ tổ bọn lão nhóc phần là Tây Hồ hả chắc sẵn tụp bò à tụp bò 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 chú đó phu cháu tuần này đâu chỉ mua món đó à bà cũng bảo là rất là cảm ơn đến cụ bà ở trong Tây Hồ Hà Nội rất là nhiều có cái bao gạo này thì là ông bà sẽ có cái bữa ăn trong cái thời gian như thế này gọi là năm nay thì cũng được mùa nhưng mà do là thiên tai đến nên là khả năng năm sang năm đấy thì không có gì ăn đấy thì bây giờ thì ông bà cũng gọi là không có mềm mén để ăn nữa rồi nên là bà cũng rất là vui khi nhận được cái phần quà như thế này có về đây cảm ơn bà nào nhé nhớ chưa
khoanh tay nào, khoanh cái tay này đi. Đúng rồi. Con cảm ơn bà. Con cảm ơn bà. Con xin chúc bà thật nhiều sức khỏe. Con xin chúc bà thật sức khỏe. Nó có vào rồi, đang còn ăn. Con nhớ bà lắm. Con nhớ bà lắm. Rất là xinh xắn, tại vì là tại vì cháu bây giờ ấy thì cũng đang trong cái thời gian nghỉ hè. Đó, cháu cũng được đi học rồi, thế nhưng mà các cháu ở trên này thường thường là đến lớp cũng chỉ nói trên lớp thôi, nên là nhiều khi cháu về thế này hay nói tiếng của địa phương ấy. Đấy, nên là cháu cũng chưa thành thạo cho lắm, cũng mong bác thông cảm. Đó, những cái tình cảm của các ông bà có gửi cho cháu vào cái thời gian đang mùa giáp hạt này thì để cho cháu có bát cơm gạo mà ăn. Cô bác ạ, nó cũng cảm ơn bà Hữu ở Tây Hồ và Hà Nội rất là nhiều. Một bao gạo là 320.000 cô bác ạ. Đó. Còn bây giờ thì còn những cái khoản tiền còn lại thì anh em lần sau vào thì sẽ mua dần. Còn những cái tiền của các ông bà cô bác mà có gửi cho cháu Mỹ thì Xuân Thiệu sẽ chi sau cô bác nhé. Xuân Thiệu sẽ chi từng những cái khoản một từng các ông bà cô bác Mạnh Thường Quân một để cho nó dễ cô bác ạ. Đó. Bây giờ là thế là sang đây mấy ngày ở xa như thế con gái không về được lại ở đây với ông bà ngoại. Ờ to ờ in tụ nó chị ăn sài đi vào tôi chỗ này tôi làm anh chị chị vào trò mò đi nói chuyện câu ở tụng sài vào không buổi sáu chơi chị họ cũng nói thế là lâu nhau in tụ đi nó về. Ừ nhóm của các tàu xuống mỏng chơi. Ok bà. Bà là con rể với lại con gái xa thăm hai ông bà thì chẳng may con rể cũng gặp tai nạn một tí. Thì là cứ để cho con rể là ăn nghỉ ở đây khỏe sẽ là hai vợ chồng trẻ hát đi. Thế cũng được mà. Nhưng mà bà cũng phải gọi là tổ cái bỏ con rể một tí nhá. Ở đây bà phải con tổ cái hay là con gì để bồi bổ thì mới nhanh khỏe được ấy bà. Như mẹ con nhớ hay có à sao mình từ mình nhỏ cái tổ vào nó mình được có vào mua rồi có khó tuần sau tổ vào mà mua ok nhớ mà vô mình tổ cái tổ vào mình tại có vào mua rồi mua mua chơi à anh lý lý dừng cái cách à sao nhỉ nhỉ đẹp phô nhỉ phô ừ thay vào tôi nhớ mà cái tao dùng mà cái dùng chơi má một chế tổ cái tổ cái nó cái mà nó sợ mà cái mà một cái một con gà mà ăn một ngày anh Ali bảo là bà Ali bảo là bác ơi con rể tai nạn như thế thì khi nào mà về bà chuẩn bị một con gà to đình này tiết đấy một ngày sau là hát về nhé. anh à hơi to đấy hơi to đấy. Thế thôi cả lát anh em mình đi về thôi đi ở một chế xin thoát lì một chế ấy rồi hả bố á bố bố muốn tua à ngày mai lại đến ngày mai lại đến á ấy rồi được rồi hôm khác các bác lại vào thăm con sau nhá bên một bên thân về thôi nhá múa bên nông cái tua kiểu bên nông tua à anh đi bảo là không phải một ngày mà hai ba ngày mới đến á rồi theo ngã cháu đây cho rồi phép một chế hả rồi bác về nhá bye bye nhá bye bye ông bà bye bye ông bà mẹ con bye bye ông bà con bye bye ông bà rồi rồi ok bác đi về thôi đi về thôi nhá anh đi vào lấy hộ em cái thôi xong rồi mình lấy ba lô đi về đây nhạc. Xin chào nhá anh nhân đây hả xin chào bắt em nhớ xong hả ok một cái tỷ lệ ôm lòng mang bay đấy hả hả tỷ lệ ôm cháu sợ hả ôi ôi đứng trên đấy nói chuyện cười to thế mà không sợ bây giờ lại sợ hả bố con đã thích vào ly một lo cao đi bác về nhá bố ly bye bye kìa bố ly bye 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 thôi mình đi về thôi mình đi về thôi Ali nhìn đường một tí ngã đấy hả gì kem trong tràn to anh cứ bờ bể phía đằng trước đằng sau anh không nhìn nữa không nhìn nữa lại ngã ra đây đấy ngã ở đây ngã té ở đây là phải ở rẻ đó ở rẻ thì có ai đâu mà ở rẻ một tí anh giải cái lại nghi ngờ bảo là khẳng là Ali ở rẻ với vợ mình gái to gái to mình đi về thôi bây giờ anh em Xuân Thiệu với em gì cũng bye bye nào, chia sẻ cái video này thôi các bạn cũng hẹn gặp lại các ông bà những tập phim lần sau bye bye ông bà rồi phải đi.